Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Người trồng đào ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đang bước vào thời điểm cực kỳ bận rộn với việc chăm sóc đào để kịp có sản phẩm đẹp nhất phục vụ thị trường hoa đào Tết. Nói chung là so với năm nay là vẫn vào trong cái năm là thời tiết thuận lợi. Thời điểm này thì như nhà vườn của tôi thì hiện nay mới đang bắt đầu là tốt lá rồi. Tốt lá với lại là tỉa tót mới những cái cỡ cái mối buộc không biết của bốn đào chứ. Phần cơ bản là đôn đào nữa là xong hết rồi. Nói chung là cũng có những cây đào từ 50 đến 70 triệu một cây. Còn độ trung bình thì 5, 7, 10 triệu. Phường Nhật Tân có diện tích trồng đào khoảng 57 hectare với 1.200 người làm nghề trồng đào truyền thống. Hầu hết các hộ trồng đào tại làng Nhật Tân đều có kinh nghiệm lâu năm trong việc trồng và chăm sóc đào. Thời điểm này, theo ghi nhận, các cây đào đều đang phát triển rất thuận lợi. Nếu thời tiết ổn định, cây sẽ trổ mã rất đẹp vào dịp Tết. Những năm gần đây, nhiều ngành nghề phát triển mạnh, người trồng đào Nhật Tân ngày càng ít đi, thế hệ trẻ không còn mặn mà, người lớn tuổi có thâm niên nghề lâu năm thì không còn đủ sức. Công việc chăm sóc đào chủ yếu phải thuê người làm thời vụ. Việc chăm sóc cây đào ở thời điểm này là vất vả nhất vì nhiều công đoạn và phải cần một lượng nhân công lớn. Việc đánh đào trồng vào chậu với cây nhỏ thì dễ làm, còn đối với cây to thì cần nhiều nhân lực, có sức khỏe tốt, nên các nhà vườn thường phải thuê nhiều nhân công cùng lúc để đánh đào vào chậu. Theo quan sát của phóng viên, với mỗi cây đào to cỡ lớn phải cần từ 7 đến 8 người khiêng mới đưa được vào chậu. Mỗi nhân công đánh đào chuyển từ vườn lên chậu hoặc bình có thu nhập từ 500.000 đồng đến 1 triệu 500.000 đồng trên một ngày, tùy theo kinh nghiệm của từng người. Tại vườn có nhiều cây cao gần 3 mét, các công nhân phải dùng ghế chuyên dụng mới có thể đứng hoặc ngồi cắt tỉa cành thuận tiện. Nói chung là dù bọn tôi là mỗi năm thuê khoảng 20 nhân công, làm việc ở thời điểm là 20 đến 25 nhân công. Như năm nay là chúng tôi đang lo là dịch dã này thì thứ nhất là kinh tế, thứ hai là những cái đi chuyển đi các nơi khác là cũng kém hơn. Lo đấy, năm nay chính xác là cực kỳ lo luôn. Đào thì làm ra rồi, còn dịch bệnh thì cứ kiểu này thì không biết thế nào mà làm. Bây giờ thì thôi kệ, cứ làm thôi, lãi lò thì chưa thế nào mà lần. Nhiều hộ gia đình cho biết, ngoài số vốn đầu tư ban đầu cho cây giống, trung bình những ngày này họ phải chi từ 7 đến 10 triệu đồng để thuê nhân công chăm sóc và đánh gốc đào lên chậu mỗi ngày. Do đó, nhiều gia đình lo lắng dịch Covid-19 làm giảm sức mua, đào mất giá, họ sẽ bị lỗ nặng mùa đào năm nay.